vẫn tại trường ở Kim Bảo. Như tôi đã nói, giữa các mảng xanh và đỏ đã tạo lên một phối cảnh trong một không gian đẹp. Một tác phẩm kỳ vĩ đặt ngay ở chính giữa, rất nhiều rễ, đó là những cây lối cổ cũ tạo thành các tiểu phẩm. Từ những chiếc chậu rất là mượt mà của một nghệ nhân nào đó làm, tôi không biết, nhưng đến đây cũng thấy rất lạ, có nghĩa là rất đẹp. Và bên trên tiểu phẩm để tôn vinh cây, đó là những khí đá rất đẹp. Người ta đã làm một cái rãnh nước như thế này để tạo thành một cái khung cảnh tối tối về thôi. Cũng là những mảng trang trí. Cái này sơ dừa xung quanh đúng sơ dừa. Thật là tuyệt tác. Nhưng mà nhạc thu dương nhưng đã làm cho video của tôi sinh động. Tuy nhiên, sau nó sẽ được thay bằng những bản nhạc khác để tránh khỏi sự bản quyền của những bản nhạc tự do mà anh em đương được nghe. Nếu mà anh em nghe rõ ở trong video này thì cũng sẽ có ít nhiều những nốt ra nhạc thăng trầm được nổi lên. Tôi lại tiếp tục ra ngoài vườn, đi theo đoàn có bác Bảo, tương đối là người cao tuổi, cùng anh em của Hội Phong. Lúc lấy tôi có nói tác phẩm tuyệt đẹp này chính là tác phẩm rừng Amazon chứ không phải là bảo cảo. Rừng Amazon. Tiếp tục là lại những tác phẩm nhỏ quá sinh động. Chúng ta sẽ được ngắm khung cảnh và phát hiện khác nhau. Và sự cầu kỳ đó là chống nắng cho cây bằng những dàn khung rất đẹp. Chúng ta thấy tình yêu tha thiết.
lại tiếp tục những cây to. Trong nhà anh em đều ngồi uống nước, còn tôi thì đứng miệt mài với những tác phẩm kỳ vĩ. Những trái đầu tiên trong tác phẩm Tây Du Ký có lẽ là như thế. Bây giờ chúng ta là đi quan sát tiếp đến các cây nhỏ. Mình cây nhỏ ở đây rất đẹp như tôi đã nói ban đầu. Thưa các bạn, cảm cuộc triển lãm khung và hòa ngã Thanh Hoa nhưng chưa nhầm gì có một vườn như thế này. Nếu như tôi đánh giá như thế là hơi quá, nhưng mà có đàn ở đây thì cao tiết. Không biết tôi diễn tả các bạn có thể cảm nhận được không, ví dụ như tác phẩm cổ thụ này. Dù ở mặt đằng sau nhưng mà nó đã thu hút tôi say mê. Trời bắt đầu hừng nắng sau những cơn mưa rào của hoàn lưu cơn bão cơn số 3. Ánh nắng rất gay gắt, nếu mà một khi đã nhân lên phải hiện nay là ánh sáng bắt đầu nhân lên. À, tôi thì đầu trần, có lẽ phải mượn bác Bảo cái ô. Bác Bảo ơi, bác bật cho em cái ô, em bị gay gắt nắng quá. Đây, từ thế bác bật cái nào được đây, bác bật ô của bác không? Em phải không thì em không chịu được nhiệt. Đấy, bác Bảo đã phải hộ tôi chiếc ô. Ô của bác rất lớn, như vậy chắc chắn là tôi sẽ còn quay được lâu. Cảm ơn bác. Bác thấy những tác phẩm ở đây thế nào bác nhỉ? Nếu mà theo một người đã đi chơi cây nhiều. Đầu tư cái công sức trí tuệ, phần lớn là cây những tác phẩm hoàn thiện. Toàn những tác phẩm hoàn thiện, chứ không nói phần lớn. Ở đây bác bảo tác phẩm nào một chút hoàn thiện, chả có tác phẩm nào. Nếu có tác phẩm thì người ta sẽ để ở chỗ khác. Không, người ta sẽ để ở chỗ khác nuôi cây. À ừ, cũng có, đã nhìn xa xa có một cây. Nhưng dù sao thì ở đây là nơi trưng bày rồi. Còn tác phẩm hoàn thiện, cây như thế này rất quý của bác nhỉ. Đấy, tác phẩm như thế này. Đúng là hình ảnh khi nhỏ bonsai. Chỉ biết nói mấy câu hả? Bác già chỉ muốn nói mấy câu. Bác bỏ cổ, chắc là cảnh cổ nhiều và bác không muốn nói nữa. Đúng là phải nói đủ từ của nó, đó là cổ kỳ vĩ văn. Rất đẹp, các đuôi cỏ vẫn xanh. Nếu vào đây thì chúng ta chẳng muốn rời. Hiện tại tôi chưa muốn rời ống kính, nhưng rất khát nước. Lại gặp cây giáng cổ này. Đến đây đã rất, tôi đã quay đến 3 video rồi.
mà vẫn chưa thấu gì xong vườn. Tức là tôi đã làm việc trên 40 phút. Và chắc chắn là phải hàng tiếng đồng hồ quần trong cái vườn này. Nếu theo đồng hồ của tôi, bây giờ đã hơn 10 rưỡi rồi. Ở từ Hoàng Hóa Thanh Hóa triển lãm về đây cũng đã thấm mệt của 2 ngày làm việc liên tục. Không biết bao nhiêu video đã được phát và những video chưa được phát. Về đến đây lại gặp những vườn đẹp như thế này, làm sao tôi có thể tưởng nổi. Trong khi đó ở Hoàng Hóa, tôi đã phải đi chọn từng cây. Thì đến đây chẳng phải chọn cây nào cũng quay. Nếu ai nói là tôi đếm cây thì cũng được. Đúng là tôi đã đếm cây, đếm hết. Hy vọng là như vậy. Những đường rễ kỳ thú như thế này, làm sao có thể thoát khỏi ống kính của tôi. Sự kết cấu hài hòa, những tiểu cành nhỏ tạo nên một cây rất đẹp. Nếu cây này mà để không thì chắc là sẽ trống rễ và chênh vênh. Nhưng khi nó được kết cấu với đá thì lại thành một tiểu phẩm rất đẹp. Bộ mẹ cây này không lấy gì làm phụ, nhưng khi kết hợp với đá thì nó đã tạo nên một sự hài hòa. Xong với cây cảnh của nó thì lại uốn dẻo và những đường khó. Các bạn nhìn nó không có kẻ cũ, đường đi của cảnh cũng léo uốn lượn, tạo nên một dáng vẻ đẹp thế nào và một sự khép tán, tạo thành một tác phẩm hài hòa. Tuy nhiên cây này bệ cũng chưa lấy gì làm lộng lẫy lắm, nhưng mà rất đẹp. Và chúng ta cũng lại nhìn cây bên cũng vậy, với thân bệ có lẽ cũng hơi bình thường, nhưng kết hợp với đá thì lại tạo thành một tác phẩm rất đẹp. Với cây này cũng có cái độ cảnh nhưng rất khó, không biết là do con mắt của đúng là nghệ nhân đã chọn. Đấy, sự kỳ đa hài hòa đã tạo lên một cây lộng lẫy như thế này. Cây này đặc biệt là những cành khó, đường đi vòng vèo, uốn lượn, tạo nên một sự hài hòa. Một tác phẩm hai thân cây, các bạn nhìn không biết đâu là ngọn nhưng mà vẫn cứ tạo thành một tác phẩm đẹp. Các bạn nói cũng là ngọn bây giờ, trong khi đó có 3 cành lên như thế này, tất nhiên là cũng sẽ tìm ra ngọn của nó. Một cành lắc rất đặc biệt. Đấy, một tác phẩm mà bệ rất đơn giản nhưng mà lại đẹp đến nỗi mê hồn. Của tác phẩm do sự hài hòa giữa cây và đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, một video đẹp. Các bạn, chúng ta lại tiếp tục còn lại một số cây trong vườn. Tôi sẽ đi hết, không bỏ sót cây nào. Một tác phẩm đẹp. Một tác phẩm bán đá. Mãi ngoài vườn. Thank you.
Xin chào bạn. Vườn vườn bên. Bạn bên là vườn gì nhỉ? Nha Giao nhỉ? À, vườn nhà thi đấu ạ. Vâng. Tí nữa mình sang xem một số cây. Một tổ hợp cây. Cây to và cây nhỏ để tạo lên quần thể trong những khung rất trời đẹp. Những tiểu cảnh chậu phần, những tác phẩm gỗ và đá và chậu, và những tác phẩm ẩn nhỏ nhưng rất giá trị đặt trên một chiếc bàn đá. Đấy, đặt như thế này, bàn rất to, rồi là cây, rồi đế. Như vậy ở đây phải nói là tính nghệ thuật để đặt một tác phẩm như thế này. Mình đỏ tầm 40 phân mà được đặt đẹp. Ở đây đi quyết chắc là đương chờ một cây nào đó phải một tác phẩm đá. Trong không gian chung chậu ở đây tất cả đều có tính toán, cho nên chiếc chậu đã được đặt một chiếc mẹt. Một tác phẩm sau này giả lên chắc hẳn sẽ đẹp mãi trong cùng vườn. Thời gian sau thì tác phẩm này cũng sẽ đẹp. Như vậy chẳng chỗ nào là tôi không quay để các bạn có thể là chiêm ngưỡng khung cảnh một cách tự nhiên của một khu vườn tại Thanh Hóa trong không gian của nhà thi đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.